tám địa ngục A Tỳ Sa Tăng. Là đón nó về, cứ về xong là nó nhìn đi chủ là nó quẽ hay quẽ là mất. Tôi rất là quý quốc và coi như là một đứa con của tôi. Chính vì thế cho nên là tôi mới gửi cháu ở đây. Bởi vì chỉ có ở gửi ở đây thì tôi mới an tâm được. Tôi là theo cái truyền thống Việt Nam thì không phải chúng tôi chỉ yêu con chó mèo ở kiếp này. Mà chúng tôi còn yêu con mèo, con chó, con mèo ở cả kiếp sau nữa. Mà đấy là cái lý do mà chúng tôi làm cái chùa Tề Lộc Vật Ngã này.